Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 23 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp, sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng, hỏa hoạn nghiêm trọng ngày cuối năm. Cứu 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm tại vùng biển Tây Nam. Cảnh báo, thực phẩm mùa Tết không rõ nguồn gốc tràn lan thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh muôn kiểu khổ sở đường về quê ăn Tết. Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào lúc 12 giờ 45 phút trưa ngày 22 tháng 1 tại căn nhà số B50, khu quy hoạch Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn số 1 tỉnh Lâm Đồng đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt hỏa hoạn. Theo thông tin ban đầu, gia đình anh Nguyễn Văn Hiển, trú tại căn nhà số B50, khu quy hoạch Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết thì phát hiện khói đen bốc lên từ tầng hầm của căn nhà. Do tầng hầm này là kho đựng bìa cắt tông, được gia đình anh Hiển đóng thành thùng để phân phối cho các quầy bán đặc sản nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh. Người dân lập tức gọi điện báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hỏa cứu nạn, đồng thời dùng các vòi nước dập lửa theo cách thủ công nhưng không thành. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hỏa cứu nạn số 1 Lâm Đồng đã điều động toàn bộ lực lượng phương tiện tới hiện trường tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, vị trí đám cháy dưới tầng hầm thấp hơn so với mặt đường chính khoảng 7 mét, khói đen bốc ra dữ dội khiến các công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị đuối sức, lửa cháy xém cả tóc. Đến 15 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thông tin mới nhất về vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào ngày 21 tháng 1 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vào sáng ngày 22 tháng 1, thi thể hai cháu bé Trần Phạm Vũ Phước và Nguyễn Thanh Hưng cùng sinh năm 2009, trú tại ấp 4 xã Tân Hưng đã được tìm thấy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ trưa ngày 21 tháng 1, người thân của hai cháu này đi làm về không thấy Hưng và Phước ở nhà nên đã đi tìm kiếm và báo cho chính quyền địa phương. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, người nhà phát hiện thi thể hai bé trai này nằm dưới hố lắp đặt cống thoát nước thuộc công trình xây dựng đường quốc lộ 56, tuyến tránh đi qua trung tâm thành phố Bà Rịa, cách nhà nạn nhân hơn 100 mét. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, hai nạn nhân bị tử vong là do ngạt nước. Vào khoảng 4 giờ ngày 22 tháng 1, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá BV7804TS bị chìm cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía nam, Tây Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã phát báo cứu nạn khẩn cấp, thông báo và huy động các phương tiện đánh bắt quanh khu vực được biết, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn trên biển. Tàu BV7804TS với 9 thuyền viên do ông Nguyễn Thành Nô, sinh năm 1983, Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng. Khi đang hành trình về Vũng Tàu thì bị một tàu biển chưa rõ tên đâm va làm tàu chìm vào 1 giờ cùng ngày. Toàn bộ 9 thuyền viên tàu cá BV7804TS đã được tàu cá BTH96278TS cứu vớt an toàn. Tuy nhiên, trong số đó có một thuyền viên bị hôn mê bất tỉnh. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 tại Vũng Tàu đi cứu nạn. Đến 18 giờ ngày 22 tháng 1, tàu SAR 413 cùng với 6 thuyền viên đã về tới Vũng Tàu an toàn. Hiện còn 3 thuyền viên ở lại để phối hợp cùng các tàu phương tiện khác lên phương án trục vớt tàu BV7804TS. Vào thời điểm cận Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm với đa dạng chủng loại mẫu mã được cung ứng ra thị trường. Bên cạnh những hàng chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vẫn có nhiều sản phẩm được quảng cáo là hàng ngoại, hàng công ty nhưng nhãn mác lại nhập nhằng. Khảo sát của phóng viên tại chợ Bình Tây và một số chợ lớn khác ở thành phố Hồ Chí Minh, các gian hàng bánh kẹo bước Tết bày bán rất nhộn nhịp. Thị trường thực phẩm Tết năm nay xuất hiện khá nhiều sản phẩm mới lạ như ổi ép dẻo, mứt tắc, nho, chà là sấy nguyên cành. Mặc dù những loại hàng này được quảng cáo là hàng ngoại, có nguồn gốc từ Úc, Dubai, Israel, nhưng khi bán cho khách lại chẳng có giải pháp địa điểm sản xuất cụ thể. Ủa, cái này cái đó chà là cành. Cái này ở đâu đây em? Cái này Thái Lan mà nhập từ Dubai chị. Thái Lan mà nhập từ Dubai là sao? Ở Dubai nó nhập qua Thái Lan rồi đó, Thái Lan nó mạng có hiệu nè, coi thấy không? Cái này thực chất là hàng của Dubai nhưng mà nhập từ Thái Lan nhập qua đây. Chị thấy chữ Thái Lan không? Mẹ có thấy Dubai đâu. Hàng của nó là hàng chỉ có duy nhất là của Dubai có thôi. Thực tế địa chỉ sản xuất được in trên mạc hiệu của chà là khuyên cành đây là ở Thái Lan, tem mạc in một cách cẩu thả. Không riêng gì mặt hàng bức Tết, các loại hàng khô thịt, khô cá tép được bán khắp các con hẻm, mặt đường tại nhiều chợ trong thành phố cũng chung tình trạng, không tên tuổi, không nhãn mác rõ ràng. Người đến mua hàng được mời gọi ăn thử, giới thiệu hàng công ty 100%. Tuy nhiên, tương tự các loại bức ở trên, khi hỏi tem mạc, các chủ hàng đều bảo không có. Hiện nay, nhiều mặt hàng thực phẩm dởm đội lốp hàng ngoại, hàng công ty trôi nổi khắp thị trường,
Nếu không lưu tâm, người dân rất dễ mua phải hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tranh thủ chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, các xe khách tuyến Nam Bắc sau khi đưa khách về quê đã vội vã quay đầu xe, chạy không tải về thành phố Hồ Chí Minh để đón khách. Hầu hết các xe đều phóng nhanh bạt mạng, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A. Ghi nhận trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào ngày 21 tháng 1, tức ngày 24 tháng Chạp âm lịch. Mặc dù trời mưa rất lớn, nhưng các xe khách sau khi xuống khách tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã phóng nhanh bạt mạng về thành phố Hồ Chí Minh nhằm để tiếp tục đón khách. Hầu hết các xe đều chạy không tải, phóng rất nhanh, lạng lách để vượt qua các xe khác chạy cùng chiều, đã gây nguy hiểm rất nhiều đến người dân và các phương tiện chạy trên đường, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A. Tình trạng nguy hiểm trên rất cần được ngành chức năng giao thông và các tỉnh sớm chấn chỉnh. Đã thành thông lệ, cứ khoảng 20 tháng Chạp hàng năm, người dân từ các bản làng vùng cao của tỉnh Điện Biên lại mang đào rừng về bày bán trên tuyến đường dọc bờ sông Nậm Rốm, thành phố Điện Biên Phủ. Đào rừng đã trở thành thú chơi không thể thiếu trong mỗi dịp Tết cổ truyền đối với người dân Điện Biên. Cũng vì vậy, đào rừng đang dần bị tận diệt. Dọc khoảng 1 km trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, có tới hàng chục chủ đào khác nhau. Mỗi chủ có trong tay từ vài cành đến hàng chục cành đào rừng. Nếu như mọi năm, có những chủ đào bê cả cây cổ thụ xuống hét giá 20 đến 30 triệu đồng, thì năm nay hầu như không có. Theo các chủ đào, năm nay những cành đào cổ thụ thế đẹp, thân mốc đã trở nên khan hiếm và họ phải rất vất vả mới săn được vài cành đào đem về bày bán dịp Tết. Nói chung là chú cũng đi buôn được vài năm rồi. Thế nhưng mà về mọi năm trước thì đào nó còn, nói chung là nó còn đẹp hơn. Năm nay đào nói chung là khó khăn lắm. Vất vả, đường đi lên rừng nó lấy nó khó này. Đào năm nay là ra hoa ra lộc này muộn. Nói chung là đào nó đây so với năm khó nhiều, mà năm nay là so với cái đào này là so với năm là đào nó năm nay không đẹp. Cũng bởi nguồn khan hiếm nên giá đào rừng năm nay được đẩy lên cao hơn so với năm trước. Một cành đào rừng thẳng tuốt như bó củi có giá khoảng 200.000 đồng, những cành đào lớn hơn, có thế hơn được chủ đào ra giá vài triệu đồng. Theo nhiều người có thói quen chơi đào rừng mỗi dịp Tết, đào năm nay ít hoa, ít nụ và thế không đẹp. Đào rừng bày bán tại đây được khai thác từ khắp các khu rừng thuộc một số huyện như Mường Trà, Tùa Chùa, Điện Biên Đông. Đào rừng thu hút người chơi bởi dáng vẻ phong trần, xù xì, hoang dại và sắc hồng quyến rũ, kết tinh từ hương sắc đất trời nơi núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng, tỷ lệ nghịch với nhu cầu chơi đào rừng ngày một nhiều của người dân hiện nay, đào rừng đang đứng trước nguy cơ tận diệt. Hàng trăm hecta dưa hấu chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đang thu hoạch. Tuy được giá hơn năm 2016, nhưng với năng suất là từ 1 đến 2,5 tấn một sào, có nghĩa là 1.000 mét vuông, cộng với số lượng quả dưa trọng lượng thấp rất là nhiều, nông dân nơi đây thêm một lần đau lòng và thua lỗ nặng vì năng suất chất lượng dưa giảm đến mức thảm hại. Năm nay, gia đình anh Nguyễn Đình Khánh ở thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn, Ninh Thuận mua thêm đất và đầu tư gần 800 triệu đồng trồng 5 hecta dưa Tết, giờ thu hoạch chỉ được vài chục tấn. Nhưng do số lượng quả dưa bé rất nhiều nên đành bán sổ với giá khoảng 6.000 đồng 1 kg. Tết năm nay, ông Khánh ước tính chịu lỗ khoảng 400 triệu đồng. Năm trước thường thì mình bán vào khoảng cỡ 7 đến 8.000 là cao. Năm nay cái giá dưa là nó lên trên 10.000. Nhưng mà nó không có được mùa, tức là nó bị thấp do mưa lũ này kia nọ, cho nên là nó bị thiệt hại đi 50%. Nếu mà làm đạt là 4 tấn đến 4 tấn rưỡi, nhưng mà năm nay thì nó chỉ còn khoảng cỡ 2 tấn, có người có tấn rưỡi, có người có 1 tấn trên một sào. Cho nên là cái thiệt hại là rất lớn so với các năm khác. Do chất lượng quả chưa kém, nên tư thương ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi không mặn mà với việc thu mua sản phẩm như mỗi năm. Được biết, với điệp khúc được giá bất bù như hiện nay, nhiều hộ thua lỗ ít nhất cũng mất 50% vốn đầu tư. Toàn huyện Đinh Sơn có hơn 300 hecta trồng dưa hấu bán Tết. Nhưng với thiệt hại nói trên, người trồng dưa ở Ninh Thuận đang gánh chịu thua lỗ rất nặng nề. Nhiều người đành ngậm ngùi bán đổ bán tháo. Thậm chí có người còn mất trắng hoàn toàn Tết vì vụ dưa Tết. Vào ngày 22 tháng 1, tức 25 tháng Chạp âm lịch, Hội Hoa Xuân Đinh Dậu 2017 thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc tại công viên Tao Đàn với chủ đề Thành phố mang tên Bác, khát vọng ngời sáng. Hội Hoa Xuân Đinh Dậu thành phố Hồ Chí Minh 2017 quy tụ trên 4.000 hiện vật đặc sắc. Bên cạnh đó là những cây cảnh, sinh vật mới lạ lần đầu được giới thiệu tới du khách. Trong lễ khai mạc, ban tổ chức đã giới thiệu hàng loạt tiểu cảnh, hiện vật đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện ở Hội Hoa Xuân, như bộ sưu tập lan rừng với nhiều giống lan quý, phong lan, địa lan. Khu vực này khá rộng, thu hút nhiều người sành chơi lan tham gia. Các khu trưng bày khác như xứ nghệ thuật, me cổ thụ, khu trưng bày cây thuộc vật được nghệ nhân mang từ Nhật Bản về, giống cá cầu beta, các giống cây kết hợp làm kiểng như khế, dâu tầm. Nhiều mô hình gà cũng được trưng bày như cây quất hình gà,
Đáng kể nhất là buổi triển lãm giống gà thật đuôi dài của nghệ nhân đến từ An Giang. Trang trí rất là đẹp, rất là nhiều loại hoa cỏ, cây. Hãy đi qua có cái chỗ hải dương thì có mấy cái hồ cá rất là đẹp. Thêm vào đó, ban tổ chức Hội Hoa Xuân cũng đã bố trí xung quanh Hội Hoa Xuân 13 bãi giữ xe phục vụ du khách. Với diện tích 9.000 m2, sức chứa đáp 1.200 xe máy và 70 xe ô tô. Hội Hoa Xuân năm nay sẽ tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Trong không khí nhộn nhịp đón Tết, những ngày qua, người dân thành phố Nha Trang đã bất ngờ bị thu hút trước những cành bưởi nặng trĩu quả, nhuộm vàng cả khu vực bùng bên ngã bảy. Đó là những cành bưởi diễn được bạn hàng đưa về từ Hưng Yên. Trong những ngày đón Tết này, người dân thành phố Nha Trang khi đi qua khu vực Buồn Binh Ngã Bảy đều cảm thấy choáng ngợp bởi một màu vàng chói của những cành bưởi nặng trĩu quả được bày bán tại đây. Theo người bán, đây là bưởi diễn, một đặc sản của tỉnh Hưng Yên đã được bạn hàng cất công chuyển về và lần đầu tiên được bày bán tại Nha Trang. Trước những cành bưởi diễn cao chỉ hơn 1 mét lại nặng trĩu những quả bưởi vàng ánh, được để trong các chậu lớn nhỏ trưng bày, nhiều người dân thành phố đã không bỏ lỡ cơ hội để có những tấm ảnh đẹp hiếm có này. Các cành bưởi được bán tùy theo chậu và cành lớn nhỏ với giá từ 2 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng một chậu cành. Năm nay, bưởi diễn vào thành phố Nha Trang đã mang thêm một nét chấm phá quạt bột cho bức tranh Tết của thành phố biển này. Hình ảnh linh vật gà vàng, biểu tượng của năm Đinh Dậu 2017, đang hiện hữu trên khắp mọi nẻo đường, các tòa cao ốc, các trung tâm thương mại, điểm vui chơi tham quan của thành phố Hồ Chí Minh, tạo sự thích thú đối với người dân cũng như du khách trong và ngoài nước. Từ nhiều tuần qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã thấy hình ảnh những chú gà biểu tượng của năm 2017 xuất hiện tại một số các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Diamond Plaza, Cung Hồ. Càng gần Tết, càng thêm nhiều chú gà, gia đình gà lũ lượt xuống phố, đem không khí mùa xuân lan tỏa khắp phố phường. Người dân thành phố rất thích thú với những mô hình, tiểu cảnh trang trí hình gà này và không bỏ qua dịp để lưu lại những hình ảnh đẹp mắt làm kỷ niệm. Do Tết sắp tới là năm Đinh Dậu thì gà là linh vật của năm, cho nên không chỉ em mà mọi người đều chọn cái linh vật của năm đó để chụp hình để làm kỷ niệm. Linh vật gà của thành phố mình năm nay trang trí rất là đẹp, nhìn rất là sống động và chân thật. So với các năm thì năm nay mình làm nhiều màu sắc hơn, chụp hình lên rất là đẹp, thấy rực rỡ hơn rất là nhiều. Mình thấy là thành phố mình nó trang trí rất là đẹp. Con gà là cái biểu tượng của người nông dân. Người nông dân mình đó là với con gà trống đã mang đến những cái thực phẩm cho mọi người. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi đường hoa xuân lung linh, hay công viên Tao Đàn với hội hoa xuân rực rỡ đang đón những gia đình gà đầy màu sắc bắt mắt để làm đẹp cho đường hoa, hội hoa, phục vụ người dân lẫn du khách đến tham quan trong những ngày xuân. Có thể thấy, những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh thật đẹp với đường phố, nhà cửa được trang hoàng đón Tết. Từng đàn gà đang theo mùa xuân xuống khắp phố phường để đem niềm vui năm mới đến mọi người, mọi nhà, để từ người dân thành phố hay du khách nước ngoài và cả những người con xa quê chọn ở lại thành phố đón Tết cũng cảm thấy ấm áp, vui tươi trong những ngày xuân mới này. Chương trình Tiêu điểm 365 xin được tiếp tục với phần thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 1, trên quốc lộ 1, đoạn dưới chân cầu vượt Hương Lộ 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng giữa xe container và xe máy, khiến một người tử vong ngay tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Văn Đức, 30 tuổi, quê Bạc Liêu, chở theo vợ là chị Lê Thị Min, 27 tuổi và con gái 4 tuổi chạy trên quốc lộ 1. Khi đến trạm thu phí dưới chân cầu vượt Hương Lộ 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều. Hậu quả làm 3 người đi trên xe máy ngã ra đường. Trong đó chị Min bị cán tử vong, 2 người còn lại may mắn thoát nạn. Theo người thân các nạn nhân thì gia đình anh Đức đang trên đường từ Bình Dương về quê Bạc Liêu ăn Tết thì không may gặp nạn. Ngày 22 tháng 1 trước số nhà 132 đường Phạm Hùng, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, xe buýt chạy tuyến Đà Nẵng Tam Kỳ mang biển kiểm soát 43B01658 do Huỳnh Kim Long, 34 tuổi, của Quảng Nam điều khiển, chạy với tốc độ cao đã tông vào xe máy mang biển kiểm soát 43C135682 do ông Hồ Thanh Thắng, 52 tuổi, của quận Hải Châu điều khiển chở theo con trai. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Thắng tử vong tại chỗ. Người con trai được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, vị trí xe buýt và thi thể nạn nhân cách gần 20m, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Với chiến công truy bắt thành công đối tượng giết người cướp tài sản, Công an huyện Nghĩa Đàn đã được Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của ban chuyên án và cán bộ chiến sĩ tham gia phá án, đồng thời tổ chức khen thưởng.
Trước đó vào hồi 21 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2017, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng nam thanh niên chưa rõ danh tính đi vào nhà người dân cướp tài sản và chém trọng thương chị Nguyễn Thị Tuyết và chị Lương Thị Phấn đều trú tại xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Nghĩa Đàn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, điều động phối hợp với các lực lượng tiến hành công tác điều tra truy sát đối tượng. Đến khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 1, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Vi Văn Dậu, sinh năm 1993, trú huyện Thanh Chương. Do không có tiền mua ma túy để sử dụng, Dậu đã nảy sinh ý định và gây án tại xã Nghĩa Liên. Trong phần vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ được nói về nỗi khổ sở trên đường về quê ăn Tết. Thưa quý vị, Tết đến, ai cũng háo hức để được về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đường về nhà cũng lắm những gian nan khi sân bay, nhà ga, bến xe luôn trong tình trạng kẹt cứng. Đặc biệt là cảnh chờ xe khiến cho nhiều người phải đội nắng nằm la liệt, thậm chí phải bày đồ ăn tại sảnh chờ để đợi tàu xe, khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Theo ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất vào những ngày cuối năm từ ngày 19 tới ngày 22 tháng 1, lượng người tập trung tại đây tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Đặc biệt là khu vực nhà ga quốc tế, do chiều người dân ra đón người thân khiến sảnh chờ luôn trong tình trạng quá tải. Các băng ghế còi luôn chật cứng người khiến nhiều người phải nằm ra sàn nhà chờ. Thậm chí nhiều gia đình còn trải báo và bày thức ăn ra ăn tại sân bay tạo nên cảnh hỗn loạn bất thẩm mỹ. Do đợi quá lâu nên nhiều người trong nước mệt mỏi buồn ngủ. Còn tại bến xe miền Đông, nhiều người dân phải chờ xe trong cái nắng gắt, nhiệt độ tăng cao cùng với bụi tàu xe khiến nhiều người mệt mỏi. Điển hình, anh Nguyễn Thành Thật, quê ở Tây Sơn, Bình Định cho biết đã gọi điện đặt vé từ 2 tháng trước, nhà xe hẹn 12 giờ nhưng anh đã có mặt từ lúc 10 giờ. Tuy nhiên khi ra đến nơi, anh bị hoãn chuyến cho đến tận 3 giờ chiều. Vì vậy, anh phải ngồi đợi gần 5 tiếng đồng hồ dưới thời tiết nắng gắt tại bến xe. Tôi chờ xe lúc 10 giờ này, nhưng mà chưa thấy xe tới nữa. Thời tiết này thì thấy hơi nắng nóng, thì cũng ở này cũng thấy hơi khó chịu xíu. Tại ga Sài Gòn, cảnh người còi và xếp hàng đợi tàu cũng đông hơn ngày thường từ ngày 19 tới ngày 21 tháng 1, thì tình hình khách đến ga đã dần ổn định. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội Tết Xuân Vầy cho gần 2.000 lao động đang làm việc và sinh sống tại thành phố. Vé máy bay vẫn dồi dào, người dân cần cảnh giác tránh tình trạng hét giá. Hà Nội chính thức lắp giải phân cách cứng trên tuyến BRT. Hải Dương bắt giữ hung thủ giết chết cháu bé 9 tuổi trên giường ngủ.